Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dĩnh Tế tổ chức phát quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dĩnh Tế. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức trao tặng 400 phần quà, mỗi phần gồm 15 kg gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá 144 triệu đồng do Mạnh Thường Quân, người Việt sống tại Australia trao tặng cho người dân thuộc diện gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái và quan tâm đời sống của chính quyền địa phương, Mạnh Thường Quân trong việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó cũng góp phần khích lệ tinh thần các hộ gia đình có thêm động lực vươn lên ổn định trong cuộc sống.